Chào các bạn, tôi là Leng. Tôi đã từng là một cô gái ham chơi như thế đấy. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Ôi, tôi phải làm thế nào đây? Nhưng ngay lúc này đây, tôi đã nảy ra một giấc mơ rất là lớn. Và ông trời không phụ lòng tôi. Cơ hội đã đến và tôi đã trở thành một tiếp viên hàng không Hàn Quốc, nghề mà hàng ngàn cô gái mơ ước. Ngay từ giây phút này, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Nhờ vậy mà nhiều bạn trẻ biết đến tôi hơn. Và tôi bắt đầu truyền cảm hứng làm đẹp tới mọi người và thực sự không ngờ đã được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi đã nảy ra một ý tưởng mới và quyết tâm theo đuổi ý tưởng đó. Cho dù khó khăn đến mấy, tôi cũng quyết không từ bỏ. Rồi cuộc đời cũng đến lúc ta phải lựa chọn. Tiếp viên hàng không ư? Vẫn muốn làm chứ, nhưng tôi đã chọn giấc mơ của riêng mình. Và ngay tại đây, nơi được giao phó sứ mệnh truyền tải thông điệp đánh thức vẻ đẹp của bạn. Leng Green Story, wake up your beauty.